Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 30Side TV. Qua nhiều những video trước thì mình thấy có nhiều bạn thắc mắc là tóc cứng thì nên sử dụng loại sáp gì. Và trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến 4 loại sáp phù hợp nhất cho tóc cứng. Đầu tiên thì mình xin làm rõ khái niệm thế nào là tóc cứng. Tóc cứng là loại tóc mà có sợi tóc to và dày. Về bản chất thì nó thường có sợi đen bóng và thẳng. Thường thì sẽ hơi khó tạo kiểu khi mà chúng ta vuốt sáp. Với đặc điểm của tóc cứng như vậy thì để trị được tóc cứng và để có được cái mái tóc đẹp thì các bạn nên sử dụng những loại sáp mà có dạng đặc, mềm và chắc chắn là phải dễ dàng xoa đều, tan ra lòng bàn tay khi mà chúng ta xoa và có độ bám dính cao. Thì nó có thể làm từ dạng kem, wax hoặc là clay. Và để tốt nhất thì các bạn nên sử dụng thêm những cái loại pre-styling để giúp cho tóc của bạn dễ vào nếp hơn. Và sử dụng thêm những loại máy sấy có công suất lớn để sấy khi mà tóc bạn còn ẩm thì lúc này tóc của bạn sẽ lên nếp rất là đẹp. Quay lại với các loại sáp thì sau đây mình sẽ nêu ra 4 loại sáp. Đó là 3 loại của Bivalent trước là Bivalent Codigger, Silver Fox và Dynamite Clay. Và một loại sáp nữa đó là sáp Handifuco Clay Mason. Các loại sáp này có một đặc điểm chung là dạng đặc, mềm và dễ dàng xoa ra lòng bàn tay và có một độ bám dính cao. Chính vì thế mà các bạn chỉ cần lấy một lượng nhỏ tầm 1/3 đầu ngón tay thôi thì tóc của bạn sẽ lên form một cách dễ dàng. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến loại sáp Silver Fox. Như các bạn đã thấy thì loại sáp Silver Fox có độ giữ nếp khá là tốt. Tuy tóc mình hơi dài nhưng mà nó vẫn lên nếp rất là ok. Đặc điểm của Silver Fox là có độ bóng rất là thấp, chỉ khoảng 1/5, khiến cho tóc của bạn nhìn vẫn rất tự nhiên khi mà sử dụng. Đây là loại sáp có độ giữ nếp cao, thời gian giữ nếp lâu và có thể xử lý được khuyết điểm nhưng mà đội mũ bảo hiểm. Loại sáp Silver Fox này có cái hay là khi vuốt sẽ tạo hiệu ứng cho tóc của bạn trông có vẻ sáng mờ và cũng có chút màu xám nhạt, khiến cho mái tóc của bạn trông rất là đẹp. Sáp Silver Fox có mùi hương vani nhẹ rất thơm và dễ chịu, rất dễ dàng tạo kiểu và phù hợp với nhiều chất tóc khác nhau. Và với loại sáp này thì cũng có nhiều chất dưỡng tóc khiến cho mái tóc của bạn trông vẫn rất là tự nhiên và mềm mại khi mà chúng ta vuốt. Còn loại sáp Conditioner thì công dụng của nó cũng dạng như lọ Silver Fox, là cái độ lên nếp rất là lâu và cái nếp của nó rất là đẹp và nét. Thì còn cái vấn đề mũ bảo hiểm thì không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với cái loại sáp này. Về độ bóng thì sáp Conditioner có độ bóng rất là thấp, cho nên là khi vuốt thì mái tóc của bạn trông vẫn rất đẹp và tự nhiên. Loại sáp này thì phù hợp với những bạn có mái tóc dài và mỏng, hoặc là những mái tóc dày nhưng mà chất tóc tơ và mềm, hoặc là những cái bạn có độ dài tóc ở mức trung bình. Còn mùi của loại sáp này thì có một mùi rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Với loại sáp Dynamite Clay thì clay có nghĩa là đất sét, cho nên là sáp này rất dễ bám vào tóc, coi như gần như là ăn ngay khi mà tóc bạn vừa bị sấy khô và lên nếp rất là dễ dàng. Chính vì đặc tính của loại sáp này là đất sét, cho nên là khi vuốt sẽ làm tóc của bạn tăng kết cấu và làm tóc của bạn cảm giác trông dày hơn rất là nhiều, và đặc biệt là nó không quá cứng và sệt khiến bạn rất dễ xoa đều cho lòng bàn tay. Đây là loại sáp phù hợp với những bạn có độ dày tóc trung bình và phù hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau, thậm chí là những bạn có mái tóc dày và khó chải. Đương nhiên là Dynamite Clay cũng không có độ bóng và không bết. Và trong 3 cái loại sáp của Bivalent này thì loại sáp Clay này có cái khả năng tái tạo lại form tóc tốt nhất khi mà đội mũ bảo hiểm hay là những cái tác động khác bên ngoài. Loại sáp này thì có một mùi thơm rất là tuyệt vời, là mùi của tinh dầu mận kết hợp với lại mùi của đất sét. Tiếp theo sẽ là loại sáp Handifuco Clay Mason. Đây là một loại sáp được kết hợp giữa sáp và đất sét, tạo nên một cái độ giữ nếp rất là cao và cũng rất là linh hoạt trong việc tái tạo lại form tóc khi mà chúng ta đội mũ bảo hiểm hay là đi đường xó. Sản phẩm này hầu như là không có mùi hoặc là mùi rất là nhẹ, bởi vì thành phần của loại sáp này được chiết xuất từ những chất hữu cơ từ tự nhiên, cho nên là sẽ không gây tổn hại cho tóc. Loại sáp này bám vào tóc khá là tốt và không hề bị bết hay là dính. Tuy là dạng đặc nhưng các bạn có thể xoa đều ra bằng bàn tay rất là dễ dàng. Và bạn nào có tóc khô, dày và khó vuốt nếp thì cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại đối với cái loại sáp này. Khi vuốt thì tóc bạn trông sẽ rất là tự nhiên bởi vì loại sáp này sẽ không tạo ra độ bóng. Tuy nhiên nếu bạn lấy nhiều hơn một chút thì lúc đấy tóc của bạn sẽ xuất hiện một chút độ bóng. Cho nên là lượng sáp bạn lấy sẽ phụ thuộc vào cái độ dài tóc của bạn. Cuối cùng thì Handifuco Clay Mason là một sản phẩm khá là tốt bởi vì nó phù hợp với hầu hết mọi chất tóc, từ mềm cho đến cứng, từ ngắn cho đến dài, cho nên nó rất là linh hoạt trong cái việc tạo mọi kiểu tóc khác nhau. Vì thời lượng của clip cho nên là mình sẽ không thể nói hết được tất cả những loại sáp phù hợp dành cho tóc cứng. Chính vì thế mà mình sẽ xin đưa ra vào những clip lần sau. Tổng hợp lại thì cả 4 loại sáp trên đều rất là phù hợp dành cho tóc cứng. Và mỗi loại thì đều có một ưu điểm riêng và phù hợp với nhiều chất và kiểu tóc khác nhau. Loại sáp Conditioner thì giữ nếp tốt và khi vuốt tóc của bạn trông sẽ rất là tự nhiên.
Còn đối với loại sáp Silver Fox thì giữ nếp tốt và khi vuốt lên thì tóc của bạn sẽ có một chút hiệu ứng về độ sáng. Còn đối với loại sáp Dynamite Clay thì giữ nếp tốt và ngoài ra nó còn cung cấp thêm độ dày cho tóc của bạn và nên sử dụng cho những cái mái tóc mà không quá dài. Còn loại sáp Honey Fuku Clay Mason thì giữ nếp tốt và nó rất là linh hoạt trong việc tạo kiểu tóc và nó phù hợp với hầu hết mọi chất tóc. Nhìn chung thì chất lượng của bốn loại sáp này khá là tốt và dễ dàng tái tạo lại form của tóc khi mà các bạn bị tác động bởi gió hay là đống hồ hiểm hoặc là những cái tác động khác ở bên ngoài. Và cái đặc biệt của bốn loại sáp này là độ giữ nếp hay là thời gian giữ nếp của nó khá là lâu. Ví dụ bạn vuốt sáp từ 8 giờ sáng thì cho đến tầm khoảng 7 cho đến 9 giờ tối thì trên tóc của bạn vẫn còn một chút sáp và đây là một điều rất là đặc biệt của bốn loại sáp này. Và cả bốn loại sáp này đều được phân phối tại 30 Shine Store với mức giá khoảng từ 500 cho đến 550.000. Và trong clip lần sau thì mình sẽ đánh giá về những loại sáp dành cho tóc mềm. Vì vậy mà những bạn nào có sợi tóc mềm thì hãy chú ý vào những clip lần sau. Nếu các bạn có câu hỏi thắc mắc hay là ý kiến đóng góp gì thì vui lòng comment xuống bên dưới. Và đừng quên subscribe kênh 30 Shine TV để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.